Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao trọng, danh người chí thánh chí tôn. Vì điều mà Thiên Chúa âm thầm khởi sự, nay người đã hoàn tất. Hạt giống người vãi gieo sau bao năm tháng, nay đã mọc lên từ giữa lòng giáo phận. Đã từ lâu, khi còn sinh thời, Đức Cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương và anh em linh mục đoàn mong ước có ngày vị chủ chăn của giáo phận nhà là người sinh ra và lớn lên từ đất mẹ. Năm tháng trôi dần, rồi đến một ngày, từ khắp các thành thị về đến các miền thôn dã, từng hồi chuông gióng lên, tiếng chuông ngân vang báo hiệu, tiếng chuông thúc giục mời gọi mọi người con cái Chúa trong giáo phận cầu nguyện cho vị tân giám mục của mình. Đó muôn con tim từ khắp các tỉnh thành của giáo phận lại càng dạo dực chờ đợi. Mùa vọng vẫn như kéo dài thêm những chuỗi ngày. Mọi người mong mỏi chờ đợi như lính canh mong đợi hừng đông. Thì hôm nay đây, bình minh đã về, hừng đông đã ló dạng. Hạt giống Chúa vãi gieo đã đậu vào nơi đất tốt và âm thầm hé mở như nụ tầm xuân. Niềm vui, niềm hào đã được đong đầy. Vui vì hạt giống Chúa ươm đã trồi lên ngay trên đất mẹ. Tự hào vì ước mơ của bao người đã trở thành hiện thực. Đức giám mục đầu tiên, người của giáo phận chúng ta, mùa xuân đã về trên giáo phận. Chúng ta, muôn tim cùng chung một nhịp đập, hãy reo hò vang dậy, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Muôn con tim hãy nhắn nhủ nhau rằng, hãy cứ ước, ước mơ để có ngày tọa nguyện. Hãy cứ hy vọng để có mùa bội thu. Về với giáo phận hôm nay, chúng ta thấy tâm hồn như được mở ra. Ơn Chúa xuống tràn đầy trên mỗi người. Chưa bao giờ giáo phận có một thánh lễ tổ chức long trọng và hoành tráng như vậy. Người ta ngạc nhiên, người ta không thể tưởng tượng khi thành phố còn đang ngủ mơ. Từng đoàn xe, những lớp nối đuôi nhau ùn ùn từ xuôi lên, từ mạn ngược xuống, lục tục kéo nhau về số nhà số 46 phố Hoàng Văn Thụ, thành phố Hải Phòng, nơi tọa lạc của giáo phận nhà. Một bầu khí thật náo nhiệt, thật linh thiêng, chẳng khác nào như gia đình Lạc Long Quân xưa kéo nhau về đất tổ. Nòi rồng giống tiên hôm nay có mặt cả.
Thiên Chúa
ban cho giáo phận chúng con. Vì hôm nay Thiên Chúa thông qua Đức Hồng Y và Quý Đức Cha sẽ tấn phong một người con của giáo phận, một người anh em của chúng con làm giám mục Hải Phòng. Tình thương này thật nhiệm màu, chúng con vui mừng khôn diễn tả. Niềm vui của chúng con lại được nhân lên gấp bội vì được chung chia với Đức Hồng Y, với Quý Đức Cha, Quý Cha, quý khách và toàn thể cộng đoàn. Trong giờ phút vui này, vui mừng này, con xin được trân trọng giới thiệu. Con xin vui mừng giới thiệu vị chủ phong hôm nay là Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tùng, Tổng Giám Mục, Tổng Giáo Phận Hà Nội. Và Đức Cha Phủ Phong, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám Mục Giáo Phận Nha Trang, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam. Và Đức Cha ở bên trái Đức Hồng Y, Đức Cha Phủ Phong là Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, Giám Mục Giáo Phận Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân Hội đồng Giám Mục Việt Nam. Và bên cạnh Đức Cha Thái Bình là Đức Cha Cao Đình Thuyên, Giám Mục Giáo Phận Vinh. Và bên cạnh Đức Cha Giám Mục Vinh là Đức Cha Phaolô Lê Đắc Trọng, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Hà Nội. Và tiếp theo là Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Giám Mục Giáo Phận Phát Diệm. Đức Cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến, Giám Mục Giáo Phận Bắc Ninh. Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho, Giám Mục Giáo Phận, Giám Mục Phó Giáo Phận Nha Trang, Chủ tịch Ủy ban Thánh Nhạc. Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức, Giám Mục Giáo Phận Ban Mê Thuật. Đức Cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Đông, Giám Mục Giáo Phận Thanh Hóa. Đấy, bỏ cái ô xuống nghe. Cha An Tôn Trần Văn Trường, Tổng Đại Diện Giáo Phận Đà Nẵng. Tránh ô tí cháu ơi. Và Cha Domenico Nguyễn Trân Hưng, Nguyên Giám Quản Giáo Phận Hải Phòng. Và bên phải Đức Hồng Y, tiếp theo Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam là Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Giám Mục Phó Giáo Phận Phan Thiết. Và tiếp theo là Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, Tổng Thư ký Hội đồng Giám Mục Việt Nam. Tiếp theo là Đức Cha Phaolô Bùi Văn Ngọc, Giám Mục Mỹ Tho, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Hội đồng Giám Mục Việt Nam. Và tiếp theo là Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Giám Mục Giáo Phận Lạng Sơn, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám Mục Việt Nam. Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Phụ Tá Tổng Giám Mục, Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiềm, Giám Mục Giáo Phận Vũ Chu, Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ Hội đồng Giám Mục Việt Nam. Và cuối cùng,
ở trên đế đài là cha Giuse Nguyễn Thái Hòa, giám quản giáo phận Hưng Hóa. Và cùng toàn thể các cha tổng đại diện, các cha đại diện và các cha trong các giáo phận miền Bắc cũng như miền Nam, và có cả các cha ở nước ngoài ngày hôm nay cũng về chung chia niềm vui với giáo phận chúng con. Và con xin được giới thiệu về các vị quý khách. Thành phố Hải Phòng có bà Bùi Thị Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Và các vị đại diện Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể thành phố Hải Phòng. Và các vị đại diện Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành tỉnh Hải Dương, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Quảng Ninh. Và ngày hôm nay để chung chia niềm vui với giáo phận Công giáo Hải Phòng, có một số các vị đại diện các tôn giáo bạn hôm nay cùng về đây để chung chia niềm vui với Cộng đoàn Công giáo giáo phận Hải Phòng. Và có thể các nam nữ tu sĩ, các chủng sinh ở khắp mọi miền trên đất nước và ở nước ngoài cùng về đây để chung chia niềm vui với giáo phận. Và ban tổ chức xin được kính chào toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa giáo phận Hải Phòng cũng như Dân Chúa những giáo phận bạn hôm nay đã về đây để chung chia niềm vui với giáo phận Hải Phòng. Trước mặt các cha cứ đứng hết cả lên này. Ông ơi không quay đi xuống này. Và cuối cùng một người mà con nghĩ nếu con không giới thiệu thì thiếu sót, vì Ngài chính là con người của ngày hôm nay, đó là cha Giuse Vũ Văn Thiên. Kính thưa Cộng đoàn, trung tâm của nghi lễ tân phong hôm nay là nghi thức đặt tay và lời nguyện phong chức. Cốt lõi của lời nguyện phong chức là những lời cầu xin Thiên Chúa tuôn đổ thần lực phát xuất từ Chúa Cha, là Thánh Thần thủ lãnh mà Chúa Cha đã ban cho Chúa Con, và Chúa Con lại ban cho các tông đồ. Các tông đồ thông truyền cho những người kế vị các ngài. Cứ như thế cho đến ngày hôm nay, tại nơi đây, qua việc đặt tay và lời cầu nguyện của Đức Hồng Y và các đức giám mục, Chúa Cha tuôn đổ Thánh Thần thủ lĩnh trên vị kiếm chức, tấn phong ngài làm giám mục, để từ nay cùng với các giám mục Việt Nam cũng như hàng giám mục hiệp thông với Đức Thánh Cha vì thủ lãnh của giám mục đoàn, vị tân chức sẽ phục vụ trong niềm vui và hy vọng trên cương vị giám mục giáo phận Hải Phòng. Vì thế, với tâm tình cảm tạ tri ân trong niềm vui và hy vọng, chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ. Cha và toàn thể cha và toàn thể cộng đoàn chúng.
Xin đây Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, chúng ta nhìn nhận từ lối chúng ta thì chúng ta cử hành thánh lễ. Tôi thú nhận tổ tiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng lời nói việc làm và những điều thiếu sót. Lời tại tôi mọi đàn, vì vậy tôi xin được bà Maria chọn đời đồng trinh. Tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa là Đức Từ hằng hữu, Chúa luôn ân cần cây quảng đoàn chiên. Hôm nay Chúa đã muốn cho tôi tới Chúa là linh mục Chu Xe Tú Văn Thiên được gia nhập cộng đoàn các giám mục. Chúng con ngài xin Chúa ban cho người biết lấy đời sống thánh thiện, tỏ ra là chứng nhân chân chính của Đức Kitô ở mọi nơi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô ban Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con về hằng sống và hiện trị vụ Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn của muôn đời. Nghèo khổ mong bố những con đường đau thương báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày. Ta đã gặp David. Chớ có ai khinh rẻ con vì con còn trẻ, nhưng con hãy nêu gương sáng cho các tín hữu trong lời nói, cách ăn nếp ở, trong đức bác ái, đức tin và đức thanh khiết tiên tri, cùng với việc đặt tay của bậc lão thành. Con hãy suy ngẫm những sự đó, hãy để tâm đến các việc ấy. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ rằng: các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ, và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng
sống làm giá chuộc cho nhiều người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý đức cha, kính thưa quý cha giám quản, quý cha tổng đại diện, quý bề trên các dòng, quý linh mục, tu sĩ và chúng sinh, quý vị trong dân Chúa của giáo phận Hải Phòng, quý vị khách quý và toàn thể anh chị em. Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến trần gian để cứu chuộc nhân loại. Ngài đã lập giáo hội và sai các tông đồ đi rao giảng. Các tông đồ lại chọn các người kế vị là các giám mục để làm chủ chăn cho giáo hội. Công việc này sẽ được tiếp tục mãi để sự nghiệp cứu thế của Chúa Giêsu có thể đến với mọi người cho đến tận thế. Trong phục vụ sự kế tục này, sự kế thừa sứ vụ các tông đồ được biểu hiện qua các nghi thức sau đây. Thứ nhất, nhờ việc đặt tay và lời nguyện tấn phong của Đức Hồng Y và các giám mục đồng tế mà Đức Tân Giám Mục được nhận lãnh chức linh mục viên mãn với ba nhiệm vụ chủ yếu: rao giảng phúc âm, thánh hóa và quy tụ muôn dân thành một đoàn chiên. Phụng vụ cũng đã quy định ngoài Đức Hồng Y chủ phong còn có hai giám mục phụ phong. Những yếu tố trên cho thấy qua nghi thức tấn phong, vị tân giám mục được đặt lên làm thành viên của giám mục đoàn mà thủ lãnh là Đức Giáo Hoàng đấng kế vị Thánh Phêrô. Điều này nói lên sự duy nhất, đa dạng và phổ quát của đoàn chiên Chúa Kitô. Trong nghi lễ tấn phong, sách phúc âm sẽ được đặt lên đầu vị tiến chức đang khi vị chủ tế và các giám mục đồng tế đọc lời nguyện phong chức. Tiếp đến sẽ có nghi trao sách phúc âm cho vị tiến chức. Điều này cũng muốn nói lên nhiệm vụ quan trọng nhất của giám mục là rao giảng phúc âm. Vị chủ phong sẽ xếp dầu trên đầu tiến chức để nói lên việc tham dự của giám mục vào tư thế của Chúa Giêsu Kitô đấng đã được xếp dầu. Chiếc nhẫn mà tiến chức sẽ được vị chủ phong trao cho có ý chỉ lòng trung thành của giám mục đối với giáo hội là hiền thê của Thiên Chúa. Chiếc mũ tiêu biểu cho chức giám mục có ý nhắc nhở vị giám mục luôn cố gắng thánh hóa bản thân. Chiếc gậy nói lên nhiệm vụ chủ chăn của giám mục trong giáo phận mà Ngài phục vụ. Riêng đối với giáo phận Hải Phòng có thêm một vị giám mục mới, đó là niềm vui chung của giáo hội Việt Nam, niềm vui của Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhưng đặc biệt là niềm vui của giáo phận Hải Phòng. Quả vậy, trong thời gian hơn 3 năm, giáo dân Hải Phòng đã luôn cầu nguyện để giáo phận mình có giám mục. Và hôm nay, anh chị em đã tham dự thánh lễ tấn phong thật đông đúc. Những người tới được cũng như không tới được đều hiệp ý cầu nguyện cho vị chủ chăn mới. Từ nay trong thánh lễ, mọi người trong giáo phận sẽ đặc biệt cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và Đức Giám mục giáo phận. Trong nghi lễ tấn phong có hai linh mục đại diện cho toàn dân Chúa trong giáo phận đi phụ tá hai bên vị tiến chức, và một trong hai vị sẽ nhân danh giáo phận Hải Phòng đến xin giám mục Đức Hồng Y chủ phong phong chức cho vị tân giám mục. Rất đông các giám mục, tu sĩ, chúng sinh, giáo dân
của giáo phận Hải Phòng cũng như giúp Hải Phòng đã về dự lễ tấn phong đông đúc. Anh chị em hãy đón nhận vị giám mục giáo phận với tâm tình tạ ơn Chúa trong niềm hân hoan. Hãy kính trọng Ngài như thừa tác viên Đức Kitô và những người ban phát các mầu nhiệm của Chúa như Thánh Phao Đồ đã dạy. Chớ có ai sinh rể con vì con còn trẻ. Sau đây, kính trình Đức Tân Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên. Kính thưa Đức Cha, là người anh em của chúng tôi trong chức giám mục, chính Đức Cha là người đã được tuyển chọn giữa loài người và được đặt lên làm giám mục vì loài người để lo những công việc về Thiên Chúa. Giám mục là một danh từ chỉ công tác chứ không phải chỉ danh dự. Một công tác phục vụ hơn là một danh dự cao trị. Vì Chúa Giêsu đã dạy, ai làm lớn phải trở nên như người bé nhỏ. Ai quyền trao cao chức trọng phải trở nên như tôi tớ. Và Thánh Phaolô cũng dạy, hãy rao giảng trong lúc thuận lợi cũng như nghịch cảnh. Hãy hết lòng kiên nhẫn và dùng giáo lý mà khiển trách, dạy dỗ. Đối với đoàn chiên mà Chúa trao phó cho Đức Cha là giáo phận Hải Phòng, trong kinh nguyện và hy lễ, Đức Cha sẽ cầu xin Chúa không ngừng xuống phúc cho dân Chúa trong giáo phận Hải Phòng. Đức Cha sẽ rao giảng lời Chúa và ban phát ơn Chúa qua các bí tích. Chúa Giêsu cũng muốn cho Đức Cha noi gương Ngài là một tử nhân lành, nhận biết các chiên và các con chiên cũng nhận biết Đức Cha. Chúa muốn Đức Cha yêu thương các thành phần dân Chúa với tình thương của một người cha và một người anh, nhất là đối với các linh mục và các phó tế là những cộng sự viên gần gũi nhất của Đức Cha. Đức Cha sẽ đặc biệt quan tâm tới những người nghèo khó, bệnh tật, những người lữ khách và ngoại kiều mà ở thành phố cảng này Đức Cha sẽ gặp rất nhiều. Khi Đức Cha lắng nghe giáo dân và được họ tích cực cộng tác thì công việc tông đồ của Đức Cha sẽ đem lại rất nhiều thành quả. Chúa cũng có ý gửi tới, trao phó cho Đức Cha mọi người đang ở trong ranh giới của giáo phận để Đức Cha lo sao cho họ được chia sẻ niềm hạnh phúc tin nhận Thiên Chúa và hưởng nhờ ơn cứu độ của Đức Giêsu. Đức Cha cũng là thành viên của giám mục đoàn của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Vì thế, ngoài trách nhiệm trực tiếp phục vụ giáo phận Hải Phòng, Đức Cha cũng còn phải bận tâm lo cho các giáo phận khác, nhất là những giáo phận đang cần sự giúp đỡ. Đứng trước một trách vụ nặng nề như vậy, Đức Cha đừng có sợ, nhưng hãy trông cậy và tin tưởng vào Thiên Chúa, vì Chúa sẽ nâng đỡ Đức Cha với tình yêu hiền phụ. Chúa Con Đức Giêsu Kitô sẽ hướng dẫn Đức Cha trong các tác vụ là thầy, là tư tế và là mục tử. Đức Cha sẽ được Thánh Thần đấng ban sự sống, hàng dòng sức mạnh của người mà nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta. Nghi thức tấn phong giám mục. Nghi thức gồm 3 phần: giới thiệu vị tiến chức, đặt tay và lời nguyện phong chức. Cuối cùng, vị tân giám mục sẽ nhận các biểu tượng diễn tả chức năng mục tử của mình. Trước khi cử hành nghi thức phong chức, xin mời toàn thể cộng đoàn chúng ta đứng để cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vì được tiến cử lên chức giám mục sẽ được giới thiệu với Đức Hồng Y. Thưa Đức Hồng Y đáng kính, giáo phận Hải Phòng chúng con thỉnh cầu Đức Hồng Y tấn phong linh mục Du Xe Vũ Văn Thiên lên chức giám mục. Con có tu sắc không? Thưa có. Con hãy đọc lên. Xin mời cộng đoàn ngồi. Các tôi tớ Thiên Chúa gửi lời chào và ban phép lành tòa thánh cho con yêu dấu Du Xe Vũ Văn Thiên, linh mục giáo phận Hải Phòng, được chọn làm giám mục chính tòa giáo phận Hải Phòng. Nay cha đã lựa chọn con cách xứng đáng cho giáo phận Hải Phòng, là giáo phận đã chống ngôi do sự qua đời của đức giám mục đáng ghi nhớ Du Xe Maria Nguyễn Tùng Cương. Thánh Bổ Phúc Âm Hóa các dân tộc đã đề nghị cha chọn con là một linh mục giàu nhân đức, có nhiều khả năng đáp ứng mong đợi của mọi người, để coi sóc và lo liệu cách thích hợp cho lợi ích thiêng liêng của các tín hữu giáo phận Hải Phòng mà con là người đang tưởng. Với thần bính tông tòa tối cao, cha đặt con làm giám chính tòa giáo phận Hải Phòng với tất cả quyền lợi và các nghĩa vụ gắn liền của chức giám mục theo giáo luật. Cha cho phép con được phù phong ngoài thành Roma do bất cứ giám mục công nào theo các quy tắc luật phục vụ. Sau khi con đã tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành với cha và với các đấng kế vị cha trước mặt bất cứ giám mục nào thuộc đức tin chân chính, ngoài ra cha truyền rằng công sắc này được thông báo cho hàng giáo sĩ và giáo dân của con để họ được am tường. Cha khuyên họ vui mừng tiếp nhận và hợp nhất với con. Sau cùng, con thân mến, cha cầu xin cho con các ơn từ thánh thần an ủi ban xuống, nhờ như nó nâng đỡ con chăm sóc các tín hữu được giao phó cho con, hầu họ được tiến triển mỗi ngày trong đức tin, đức cậy và nhất là trong tình yêu thương nhau như lời của đấng vừa là Chúa vừa là Thầy. Đây là điều răn của Thầy, các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Gioan chương 15 câu 12. Nguyện xin sự bình an của Ngài cùng với Đức Trinh Nữ Mẹ Nhân Lành ở cùng con và với cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Hải Phòng Việt Nam luôn luôn. Làm tại Roma nơi đền thờ Thánh Phêrô ngày 6 tháng 11 năm 2002, năm thứ 25 đời Giáo Hoàng của cha Gioan Phêrô thứ hai Giáo Hoàng. Và tiếp theo là hình ảnh Đức Mẹ Mân Côi quan thầy giáo phận. Và tiếp theo là Băng Rôn giáo phận Hải Phòng mừng tân giám mục. Và tiếp theo là một hàng cờ gồm 62 lá cờ của giáo hai giáo xứ trong giáo phận, thể hiện toàn giáo phận hiệp nhất với đức tân giám mục để cộng tác với Ngài thực hiện tâm nguyện giám mục của Ngài là phục vụ trong niềm vui và hy vọng. Giáo xứ An Quý, giáo xứ An Tân, giáo xứ Ba Đông, giáo xứ Bình Hoàng, giáo xứ Bùi Hòa, giáo xứ Cẩm Phả, giáo xứ Cửu Viên, giáo xứ Đại Đồ, giáo xứ Đào Xá, giáo xứ Đắc Khê, giáo xứ Đồng Bình,
giáo xứ Đông Côn, giáo xứ Đồng Giá, giáo xứ Đồng Giới, giáo xứ Đông Khê, giáo xứ Đông Lâm, giáo xứ Đồng Bàn, giáo xứ Đồng Xá, giáo xứ Đông Xuyên, giáo xứ Hà Lai, giáo xứ Hải Dương, giáo xứ Hải Phòng, giáo xứ Hội An, giáo xứ Hòn Gai, giáo xứ Kẻ Bưởi, giáo xứ Kẻ Sặt, giáo xứ Khúc Giàn, giáo xứ Kim Côn, giáo xứ Kim Bịch, giáo xứ Lão Phú, giáo xứ Liễu Dinh, giáo xứ Màn Nhuế, giáo xứ Mào Khê, giáo xứ Mức Cầu, giáo xứ Mi Sơn, giáo xứ Mỹ Đồng, giáo xứ Nam An, giáo xứ Nam Phát, giáo xứ Nghĩa Xuyên, giáo xứ Ngọc Lý, giáo xứ Nhan Biều, giáo xứ Nhân Lý, giáo xứ Nhân Nghĩa, giáo xứ Phương Quan, giáo xứ Phú Lộc, giáo xứ Phú Tảo, giáo xứ Suý Nẻo, giáo xứ Gia Đức, giáo xứ Thắng Yên, giáo xứ Thiết Chanh, giáo xứ Trạp Khê, giáo xứ Trà Cổ, giáo xứ Trung Hà, giáo xứ Trung Nghĩa, giáo xứ Từ Xá, giáo xứ Văn Mạc, giáo xứ Văn Khê, giáo xứ Sâm Bồ, giáo xứ Xuân Hòa, giáo xứ Xuân Ninh và giáo xứ Yên Trì. Sẽ công khai nói lên quyết tâm của mình trước những trách nhiệm sắp được trao phó cho Ngài. Theo định thế cổ chính của các thánh giáo phụ, người sắp thủ phong giám mục phải được chất vấn trước mặt chân chúng về quyết tâm bảo vệ đức tin và tu toàn nhiệm. Rồi nhìn về thân lớn, nhìn về có muốn tu toàn cho đến chết, nhiệm vụ đã được các tông đồ ủy thác cho tôi và sẽ thông truyền cho nhiệm vệ cùng với tôi Chúa Thánh Thần cho việc đặt tay của chúng tôi không? Thưa muốn. Nhìn về có muốn luôn luôn trung thành theo cả phúc âm của Đức Kitô không? Thưa muốn. Nhìn về có muốn gìn giữ kho tàng đức tin cho chính quyền và toàn vẹn đúng theo truyền thống đã được bảo tồn mọi nơi và mọi đời trong hội thánh ngay từ thời các thánh tông đồ không? Thưa muốn. Nhìn về có muốn xây dựng hiện thể Chúa Kitô hội thánh của người và cùng với hàng giám mục luôn luôn sống việc nhất tối người dưới quyền của đấng kế vị thánh Kitô không? Thưa muốn. Nhìn về có muốn trung thành bày tỏ lòng vâng phục đấng kế vị thánh Kitô tông đồ không? Thưa muốn. Nhìn về có muốn như người cha nhân ái cùng với các người phụ tá là các linh mục và có thế chăm sóc và gánh trách
chân Thánh Chúa và con đường cứu độ không? Muốn. Tiền đệ có muốn vì danh Chúa tỏ lòng nhân từ và tử tế đối với người nghèo khó, hiếu khách và tất cả những người túng thiếu không? Muốn. Tiền đệ có muốn như người phục tử tốt tìm kiếm các viên lạc và quy tụ chúng về đoàn chiêm của Chúa không? Muốn. Tiền đệ có muốn luôn luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa toàn năng cho chân thánh và tu toàn cách hoàn hảo nhiệm vụ của thế không? Ơn nhà ơn Chúa giúp con muốn. Xin Thiên Chúa toàn năng hoàn tất việc tốt lành Ngài đã toàn sự nơi miền lệ. Giờ đây trong tâm tình thiết tha khẩn nguyện, chúng ta nài xin các thánh khẩn cầu cho vị hiến chức trong sứ mạng sắp được trao.
là Cha nhân từ, là Thiên Chúa mọi nguồn an ủi. Cha ngồi trên trời cao thẳng và mái nhìn xuống tối thấp hèn. Cha thấu suốt mọi sự trước khi chúng được tạo tác thành. Cha đã dùng lời ân sủng mà ban bố các quy tắc trong hội thánh. Từ nguyên thủy, Cha đã tiền định cho rằng nói những người công chính phát xuất từ Abraham. Cha đã thiết lập những vị thủ lãnh và tư tế và không để thánh thiên nhiên Cha thiếu người phục vụ. Từ khi sáng tạo thế gian, Cha muốn được tôn vinh nơi những người Cha đã tuyển chọn. Và giờ đây Cha xin Cha cuốn đổ xuống trên vị hiến chức này thần việc phát xuất từ Cha là thánh, phát xuất từ nơi Cha là thánh thần thủ lãnh mà Cha đã ban cho con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô. Và hiến chức Kitô lại ban cho các thánh tông đồ. Các vị này đã thiết lập hội thánh mỗi nơi như một thánh điện Cha để tôn vinh và Ta tục danh Cha nuôi đời. Đại Cha là thánh thú nước mọi tâm hồn, xin Cha ban cho tôi tớ mà Cha đã tuyển chọn lên chức giám mục biết danh nét đoàn chiêm thánh của Cha và thực hành đức thượng tế nước mặt Cha rất hoàn hảo khi phục vụ Cha đêm ngày cố hầu. Tôi tớ Cha luôn bày tỏ dung nhan hiền từ của Cha và tiến dân cho lễ vật của hội thánh Cha xin ban cho tôi tớ Cha nhờ sức mạnh của thánh thần được lãnh nhận quyền thượng tế tha tội theo lệnh quyền của Cha, đồng thời biết phân pháp các ân huệ cho mệnh lệnh của Cha và tháo gỡ mọi xiềng xích theo quyền năng Cha đã ban cho các tông đồ. Xin cho tôi tớ Cha biết sống đẹp lòng Cha khi tiến dân nên Cha hương thân chịu mọt với tâm hồn hiền lành và trong sạch nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha, nhờ người mà vinh quang quyền lực và thánh và vinh dự đều quy về Cha cùng với Chúa Thánh Thần trong hội thánh từ bây giờ và cho đến muôn đời. Amen. Sức dầu thánh và trao sách phúc âm. Việc sức dầu này biểu thị cũng như việc trao sách phúc âm cho tân chức, cho thấy rõ nhiệm vụ chính yếu của giám mục là phải trung thành rao giảng lời Chúa. Cho hiển lệ tham dự vào chức thánh tế của Đức Kitô, tôn tổ tên hiển lệ chức dầu hiển nhiệm và lễ. Xin mời phía bên kia lắng xong. Và lễ ước phúc thiêng liêng dồn dào làm cho hiển lệ được nên phong phú. Sau khi sức dầu Đức Hồng Y sẽ đặt sách phúc âm lên đầu và trao sách phúc âm cho vị tân chức. Nhìn về thấy những nhận phúc âm và hãy theo truyền lời Chúa trong tinh thần nhẫn nại và hiểu biết. Trao nhẫn, giám mục gắn bó với hội thánh hiền thê của Thiên Chúa một cách rất đặc biệt. Việc trao nhẫn biểu lộ cho sự trung tín và kết hợp của giám mục với hội thánh như bàn trăm năm. Hiện về thánh đánh nhận chức nhẫn tân tín của Đức Tin với Đức Tin nguyên quyền là hiện về thánh giữ gìn vị hiền thê của Thiên Chúa là hội được đại toàn
đội mũ giám mục. Đức Hồng Y chủ con sẽ đội mũ cho vị tân chức. Qua nghi thức này, hội thánh muốn nhắc vị tân chức phải ân cần lo việc thánh hóa bản thân để thánh hóa anh em được trao phó cho mình. Nghe lời thánh nhắn nhận chiếc mũ này. Và làm con cháu vị thánh thiện được đỡ hơi hiện đời để khi vị thánh bắt buộc từ trước kia hiện đời xứng đáng lãnh nhận điều thiên vinh quang bất kể. Trao vầy chủ chăn, Đức Hồng Y chủ phong cho vầy chủ chăn cho vị tân chức. Các giám mục tế vị các tông đồ cai quản hội thánh Chúa. Đức tân giám mục nhận vầy chủ chăn biểu tượng nhiệm vụ cai quản đoàn chiên Chúa trong phạm vi trách nhiệm của mình. Huyền đề thánh nhiệm những lãnh nhân tiếp vầy dấu hiệu nhiệm vụ của chủ chân và ấy chú ý đến toàn thể đoàn chiên nơi đó Chúa Thánh Thần đã đặt huyền đề làm giám mục thay vì hội thánh Chúa. Xin mời mọi giám mục bàn để khiêm tốn phục vụ hội thánh. Việc ngồi tòa trong nghi thức tấn phong của giám mục chính tòa được phong chức tại nhà thờ chính tòa của mình là biểu hiện việc đức giám mục nhận giáo phận được trao phó cho ngài. Xin mọi người hoan hô. Thank you.
anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi cũng là của anh chị em để tin hồn tốt là cha toàn văn chân trần. Chúa xin chấp nhận của lễ này được dâng lên để cầu cho hội thánh Chúa và cho con là tôi tớ hèn mọn mà Chúa đã đặt làm hữu tế trong dân Chúa. Xin Chúa cho tôi tớ Chúa được nhiều nhân đức tông đồ để làm cho đoàn chiên được tăng trưởng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Bằng việc sức giàu thánh thần, Cha đã đặt con một Cha là mình thượng tế của giao ước mới và vĩnh cửu, và đã phái hương an bài cách kỳ diệu là cho tất tư chức tư tế duy nhất của người được duy trì trong hội thánh. Vì chân chính người không những ban chức tư tế hoàng vương cho dân được chọn làm sở hữu, mà còn lấy tình huynh đệ tuyển chọn những người tham dự vào thừa tác hồ thánh của mình qua nghi thức đặt tay. Những người này nhân danh người làm sống lại y tế cứu độ nhân loại, hy dòm cho các con cái cha bữa tiệc vượt qua, và làm gương cho dân cha bằng đức mến, nuôi dưỡng họ bằng lời và bổ túc họ bằng các bí tích. Khi phó mạng sống mình cho cha và cho phần lỗi các anh em, những người đó cố gắng trở nên những hình ảnh của chính Đức Kitô và hằng làm chứng cho cha về lòng tin và lòng mến. Vì thế lạy cha cùng với toàn thể các thiên thần và các thánh, chúng con hoan hỷ tung hô và xưng cùng cha là Thank you.
con dâng lên cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn cha đã cho chúng con được đến chùa Phổ Nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con ăn cho khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đích mấy. Trong nhìn hiệp công của Đức Thánh Cha Gioan Paulo, Đức Cha Giuse, giám mục giáo phận chúng con, Đức Hồng Y Paulo Giuse, chủ phong và toàn thể các giám mục, toàn thể hàng giáo sĩ. Xin cha nhớ đến người con của cha là Đức Cố Giám mục Giuse Maria, mà cha đã gọi ra khỏi đời này về với cha. Nhờ bí tích thanh tẩy, người tín hữu này đã cùng chết với Chúa Kitô. Xin cha cho được cùng sống lại với người. Tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa khỏi thế, xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhang. Sau hết, xin cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh cha nhờ Đức Giêsu Kitô, con yêu quý của cha. Kitô và trong Đức Kitô hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, và vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha và Thiên Chúa toàn năng, đến muôn thuở muôn đời. Vâng phải ngoài sự giữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp đổi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin thoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ. Yeah.
chăm cho Chúa và với việc phần thưởng muôn đời. Sau khi trung thành phân phát các hầu nhiệm của Chúa, chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây Đức Tân Giám Mục sẽ đổi mũ giám mục và tấm gậy chủ chăn, được hai Đức Giám Mục phụ phong dẫn đi ban phép lành cho toàn thể giáo dân. Phục vụ tâm niềm cũng là hy vọng. Kính thưa Đức Tân Giám Mục,
và hôm nay là lời kế vị với cố giám mục Phu Xe Maria Đức Tùng Cương vì đã không còn trọng trách mà Thiên Chúa giao phó, rất vinh quang nhưng không ít khó khăn vất vả. Con xin đại diện cho các cha các anh nữ tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo phận Hải Phòng kính chúc các cha dồi dào sức khỏe và ơn thánh để các cha thực hiện được tâm nguyện giám mục của mình. Phần chúng con tin nhận giám mục và đến kế vị các tông đồ là mục tử được giao phó chăn dắt đoàn trên giáo mạch, là nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hợp nhất, là người quản lý ân sủng của chức linh mục tối cao. Chúng con luôn kính trọng giám mục của mình như những chứng nhân của chân lý thần linh. Chúng con sẵn sàng cộng tác, liên kết, chia sẻ mọi vui mừng và lo lắng. Trong niềm vui mừng và hân hoan, kính thưa quý đức cha, quý cha và cộng đoàn, mặc dù từ đầu nghi thức con vẫn là trung tâm sự chú ý của mọi người, nhưng con chưa có gì để nói lời kính chào với Tổng Huy, quý đức cha, quý cha và cộng đoàn. Vậy trước khi nói đôi lời tâm tình, con xin cúi đầu kính chào với Tổng Huy, quý đức cha và quý cha và tất cả mọi người. Kính thưa Đức Tổng Huy, Tổng Giám mục Hà Nội, kính thưa đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, kính thưa quý đức cha, quý cha giám quản, quý cha tổng đại diện, quý cha đại trên, quý cha, quý khách đại chính quyền, quý khách đại diện các tôn giáo bàn, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đồng dân chúa. Tâm tình của con trong giây phút này là tâm tình vui mừng và tạ ơn. Con vui mừng vì khi con cung xứng, nhưng Chúa đã thương cất nhắc con lên địa vị cao trọng kế vị các tông đồ của Chúa Kitô. Xin ngàn lời tôn vinh và cảm tạ tình thương Thiên Chúa, cảm tạ mẹ Maria, nữ vương mân côi quan thầy giáo phận, cảm tạ Thánh Giuse quan thầy của con, cảm tạ các thánh tử đạo Việt Nam, những người con ưu tú của đất Việt. Xin tôn vinh Thiên Chúa vì tất cả những gì Ngài đã thực hiện nơi con, một thu tạo nhỏ bé của Ngài, để con trở nên chứng nhân của niềm tin và hy vọng. Con xin dâng lời cảm tạ Thánh Cha Gioan Paulo II đã thương tiến cử người con hèn mọn này vào hàng ngũ giám mục trong Hội Thánh. Con xin hết lòng cảm tạ Đức Hồng Y, một người bạn thân thiết của Đức Cố Giám mục Jose Maria Nguyễn Tùng Cương. Ngày hôm nay chính Đức Hồng Y thay mặt cho Đức Cha kính yêu của chúng con để chủ phong cho con. Con xin hết lòng cảm tạ Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ra và quý cha tiếp tục thương con bằng lời cầu nguyện, bằng sự đỡ và tâm tình chia sẻ nhiệt thân. Con xin cảm tạ cha bề trên và quý cha Hội Từ Sai Paris đã cho phép con có được một thời gian du học thật bổ ích tại Học viện Công giáo Paris, tại trụ sở của hội. Cùng với việc đào sâu kiến thức, con đã học được từ nơi cha bề trên và quý cha tinh thần truyền giáo, quý nam nữ tu sĩ của giáo phận Hải Phòng thân yêu. Trong ngày vui mừng này, chúng ta không khỏi bồi hồi khi tưởng nhớ đến Đức Cha Giuse Maria, người cha già kính yêu của chúng ta. Một ngày nọ trước khi tiễn con lên đường du học, Ngài đã tâm sự với con nguyện ước của Ngài là muốn cho con được tiếp nối sứ mạng của Ngài. Điều ước nguyện mang tính tiên tri ấy hôm nay đã được thực hiện, nhưng Ngài đã ra đi về nhà cha trên trời. Xin tri ân Ngài và xin Chúa thưởng công bồi hậu cho Ngài
vì những vất vả gian lao trong 20 năm phục vụ và xây dựng giáo phận Hải Phòng. Con xin hết lòng cảm tạ quý cha trong giáo phận đã thương và đã chấp nhận con. Xin cảm tạ cha giám quản và cha niên trưởng đã vất vả chèo lái con thuyền giáo phận trong những tháng năm vắng bóng chủ chăn. Xin quý cha tiếp tục nâng đỡ, cộng tác và cầu nguyện nhiều cho con để chúng ta cùng xây dựng một giáo phận đông không hổ thẹn với các bậc tiền nhân và đưa giáo phận ngày một tiến lên sánh vai với các giáo phận bạn. Con xin hết lòng cảm tạ cha đại diện và quý cha, quý nam nữ tu sĩ, cựu chủ sinh và giáo dân gốc Hải Phòng tại miền Nam và hải ngoại. Quý cha và quý vị đi xa quê hương nhưng luôn một niềm gắn bó hướng về nguồn cội bằng lời cầu nguyện, bằng tình thương mến và bằng những sự đóng góp thiết thực. Sự hiện diện của cha đại diện, của quý cha, quý vị trong ngày vui này chứng tỏ lòng yêu mến thiết tha của phần mẹ Hải Phòng. Xin quý cha và quý vị cùng chung sức chung lòng với chúng con tại quê nhà đưa giáo phận tiến lên về mọi mặt. Xin cảm tạ quý ân nhân bằng hiếu xa gần. Xin tri ân cha cố đỡ đầu Gioachim Nguyễn Quang Mỹ và song thân phụ mẫu, cảm tạ thân nhân gia đình và con cô bác, cảm tạ quê hương kẻ sặc nơi tôi được sinh ra và dưỡng nuôi trong ơn gọi làm người và làm con Thiên Chúa. Và ngày hôm nay cũng như mãi mãi sau này, quê hương luôn gắn bó và hiện diện trong tôi và trong cuộc đời phục vụ. Kính thưa cộng đoàn dân Chúa giáo phận Hải Phòng, những ngày qua quý cha và toàn thể giáo phận đã bày tỏ niềm vui mừng bằng việc tổ chức cầu nguyện bằng tiếng chuông reo vang trong toàn giáo phận. Và ngày hôm nay sự hiện diện đông đảo của các thành phần dân Chúa trong ngày vui trọng đại này nói lên niềm khao khát của cả giáo phận mong muốn có một chủ chân. Tôi xin được kính chào quý ông bà và anh chị em, mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, những người công giáo cũng như những người ngoài công giáo trên phần đất của giáo phận Hải Phòng. Ngày hôm nay tôi được giới thiệu với cộng đoàn như một chủ chăn. Đó là một vinh dự lớn lao nhưng cũng là một trách nhiệm nặng nề. Xin quý ông bà và anh chị em cùng tôi hát lên lời ngợi khen Thiên Chúa cho cộng đoàn giáo phận. Tôi xin phép được trích lời của Thánh Augustino: cùng với anh chị em, tôi là Kitô hữu, để phục vụ anh chị em, tôi là giám mục. Tước hiệu Kitô hữu là tước hiệu vinh dự, tước hiệu giám mục là tước hiệu của sự phục vụ. Vâng, tôi được chọn từ anh chị em để làm người phục vụ. Xin quý ông bà và anh chị em luôn nâng đỡ và cộng tác với tôi bằng việc tích cực xây dựng một cộng đoàn địa phương, xây dựng tình hợp nhất để làm chứng cho tin mừng. Kính thưa Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý khách và toàn thể cộng đoàn, ngày hôm nay được gọi là người phục vụ trong chức giám mục, con xin dâng lên Chúa lời ước nguyện. Lạy Chúa, xin cho con biết phục vụ trong niềm vui và hy vọng. Vâng, phục vụ trong niềm vui và hy vọng là sự tận tụy hy sinh lúc còn đời cũng như lúc khó khăn, không phải phục vụ cha và quý vị được thứ. Xin kính chúc Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý cha, quý vị. Một ngày cho mọi ngày, in đậm mãi trong ta, niềm vui tràn ngập cõi lòng, vì chúng ta đã mắt thấy, tai nghe, chứng kiến vị giám mục trẻ của chúng ta. Những tiếng thưa muốn
lời hứa của vị tiến chức với Đức Hồng Y Chủ Phong, những cử chỉ đón nhận phúc âm, trao nhẫn, đội mũ, nhận gậy và những cái trao hôn bình an. Tất cả nghĩa cử đó cho chúng ta biết rằng Đức Tân Giám Mục của chúng ta đã thuộc trọn về Thầy Chí Thánh. Ngài sẽ là chứng nhân của tình yêu Chúa Kitô. Ngài sẽ đồng hành với chúng ta trên con đường tiến về nước trời. Chúng ta ra đi niềm vui và hy vọng với Ngài. Chúng ta đừng quên lòng dặn lòng: cánh én báo hiệu mùa xuân.